phố Hồ Chí Minh. Đó là tin thất thiệt, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ không ra đường xử lý vi phạm. Vừa qua thì phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC67 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là thông tin cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ không ra đường xử lý vi phạm nữa là không chính xác. Nội dung đó là mang tính câu like của một số trang mạng. Mới đây thì mạng xã hội xuất hiện thông tin là cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ không ra đường xử lý vi phạm mà chỉ xử phạt vi phạm qua hình ảnh camera tại một số tuyến đường. Thông tin trên nhanh chóng được nhiều người chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng là cảnh sát giao thông không ra đường đối mặt với người vi phạm sẽ hạn chế được tiêu cực. Tuy nhiên thì cũng không ít người lại đặt ra câu hỏi rằng nếu cảnh sát giao thông không ra đường xử lý vi phạm thì tình hình giao thông sẽ như thế nào? Chiều tối ngày 8 tháng 11 thì trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, Trung tá Nguyễn Văn Bình, đội trưởng đội tham mưu phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC67 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hôm nay thì phòng cảnh sát PC67 đã đọc thông tin này và khẳng định đây chỉ là trò câu like của một số trang mạng, nội dung là hoàn toàn không chính xác. Ông Bình đã nói thêm, cảnh sát giao thông không ra đường thì làm sao tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm? Phòng cảnh sát giao thông không có phát ngôn này. Cảnh sát giao thông thành phố vẫn đi tuần tra bình thường, vẫn có kế hoạch xử lý vi phạm theo các chuyên đề đầy đủ. Cũng theo ông Trung tá Bình, việc gắn camera ở một số tuyến đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc theo dõi tình hình an ninh trật tự giao thông trên địa bàn. Trên cơ sở các lỗi vi phạm, phòng PC67 sẽ trích xuất hình ảnh để lập biên bản xử lý vi phạm qua hình ảnh rồi gửi thông tin về chủ xe. Trước đó thì Trung tá Bình cho biết là thời gian sắp tới là cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác xử lý và tiếp tục thực hiện hóa trang để xử lý nhằm mục đích kéo giảm tai nạn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông, phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép. Đấy, các bạn lại thấy tình trạng câu like phải nói rằng là đã làm cho cộng đồng mạng chúng ta trở thành những con ngáo ợp Facebook, ngáo ợp phải nói là ngáo ợp thông tin mạng. Thế cho nên mới nói đừng bao giờ chỉ nghe chỉ xem trên mạng xã hội mà còn phải biết kiểm chứng. Tiếp theo thì